này với trà sữa có mùi hương, là mùi hương giống như là cacao vậy nha. Uống vô cũng ngon. Mà ý tại vì tôi mua thêm á, tôi lấy thêm mì á, lấy thêm gì quên này, nói chung là có tính tiền thêm đó. Chứ phần trung bình là 25.000, một cái giá ok luôn nha. Chứ mà ở ngoài cái chỗ mà, cái chỗ mà chuyên về bán mì ấy á, một phần này là tới 50.000. Còn cái này là đồ ăn, đồ ăn người ta để riêng á, mình gấp ra hay là mình đổ vô cũng được, tùy sở thích. Cái này là có thịt bằm với xúc xích. Ngon quá bay ơi. Mà nãy khi mình mở cái mì ý này ra nè, mình thấy con cây tăm ở trong này. Hy vọng là cây tăm sạch rồi người ta để lộn vô. Con cây tăm nằm trong này nè, hy vọng đó là tăm sạch nha. Mà thôi không nghĩ nữa. Nên là mình coi thì không biết người ta có kẹp cái gì hay không, mà không có thấy dấu gì hết. Có thể là nó bu quá cái nó gớt cây tăm sạch vô thôi. Chứ dễ gì mà mấy cái tăm xài rồi. Đổ vô luôn. Thịt bằm nha bà con. Quá xá luôn. Thôi đổ ít thôi. Tụi bay ơi, hình như ở trong phòng kính này nó hửi không được mùi nha. Bởi vì nó không có chạy lên sinh nhiều. Mình làm sao cho nó hửi được mùi ta? Nếu mở cửa thì tụi nó sẽ chạy lại, nó phá mình không ăn được. Chỉ có duy nhất con ngầu là chú ý tôi. Nhọn. Đại ca, hình như nó bốc mùi rồi. Khi mà đổ cái thịt bằm này ra tụi thầy bắt đầu ấy nè. Ủa sao ít quá vậy? Còn hai con ham ăn kia đâu? Dương Ngáo với Quạo đâu? Mỗi khi ăn cái gì mà nhìn mặt con vui thấy nó hài hài sao đâu, đúng không? Tuy là cái mặt con vui nó không có vui, nhưng mà cái nét mặt của nó cho mình cái cảm giác như là một diễn viên hài hay sao, khó hiểu. Thôi ăn này. Ăn được, thức ăn chung với mì ngon. Nhưng mà sốt cà ít quá. Tôi dặn người ta để sốt cà nhiều nhiều quá. Mình để cái này là quá ít rồi. Mọi người ăn mì ý có để sốt cà nhiều không? Tôi là hầu như là tôi chan cho nó ngập luôn á. Gần ngập thôi chứ không ngập đâu. Ngầu dần quá mày. Để mình mở cửa hé hé cho tụi nó đánh hơi được cái mùi này coi sao. Nè, mở cửa ra cho hủy nè. À, có đánh hơi được chưa? Có mùi vị gì không? Đó, đánh hơi được rồi kìa. Thấy chưa, mở ra cái là cái mùi hương bay tới. Không có ga nha. Ồ, thơm chưa, thơm chưa. Ở đó, 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 cái con này, cái con này, cái con này. Mày, mày manh động hả? Mày là chủ sĩ, cũng không có được ra đây. Nghe chưa? Tao tán hết, tao tán một cái là thấy sao trời nha. Rồi, tất cả đã tập trung ở đây. Rồi cho hửi thử này nè. À, thơm không? Ê, đi vô, đi vô. Bước vô. Chưa tới lúc nữa mình ăn những gì mà cho Khế với Nhọn ăn trước á, mình sẽ cho Khế với Nhọn ngồi đây. Còn bây giờ đồ ăn thế nào? Nó bụng muốn chết luôn. À, hửi. À, xong. Hửi xong rồi thì đóng cửa lại. Khế muốn ra lắm rồi. Chị ăn đi nha mấy cưng. Ủa sao đóng cửa lại đi cho vậy? Chắc là cái mùi sốt cào nặng quá, không có hứng thú. Bỏ đi muốn gần hết, chỉ còn Khế Thúi với Ngầu ngồi lại với mình thôi. Đại ca thì nó lâu lượn qua lượn lại. Còn cái trà sữa này uống vô ok nha. Nói chung là hầu như cái gì đa số là tôi uống được hay ngon. Thôi mình ăn đi. Mình tí xíu mình sẽ ra video ở bên kênh Khế Thúi nha bà con. Video hôm nay rất là đặc biệt. Cái chủ đề của nó liên quan về Khế Hoàng Thượng tặng thức ăn cho gấu vàng và hai con chó ở bên cái nhà. Hai con chó ở bên làng chó. Mọi người nhớ cái vụ 7 con chó không? Chỉ còn có hai con thôi. Còn duy nhất hai anh em. Do đó Khế Thúi sẽ mang cống phẩm tặng cho gấu vàng và hai anh em đó. Tại sao chỉ tặng cho những con đó? Tại vì mấy đứa đó nó không có cắn mèo. Còn những con cắn mèo là không liên quan luôn. Rồi bye bye mọi người nha. Ê ê tụi bay, tao lỡ kêu để mì nhiều quá giờ tao ăn không hết rồi. Có đứa nào ăn tiếp tao không vậy?
ăn hết nổi rồi. Ăn tiếp nha. Ăn được không? Để tao dắt ra thử cho tụi bay ăn nha. Trời ơi, nãy giờ cũng muốn cho tụi mày ăn lắm mà thấy ngon quá rồi, bởi vì dành ăn trước rồi, giờ ăn hết nổi rồi cho tụi bay ăn nè. Ý con quạo chịu ăn kìa. Em nghe. Trời ơi, con mèo mà chịu ăn mì ý kìa. Được lắm. Bữa nào mua mì ý mà ăn không hết cho tụi nó ăn. Trời ơi, trời ngon vậy. Ý tôi không ngờ tụi nó biết ăn luôn á. Ờ, khát thúi ao con. Nè, ăn tiếp đi. Lỡ kêu mày hơi nhiều. Tưởng đâu mình ăn hết ai về. Ăn không hết. Nè đại ca nè. Con này nó hơi khó chịu, sao đại ca nhớ này nè. Thấy chưa? Cái này ngon mà không ăn luôn. Mày vô ngáo bước ra kìa. Này vô ngáo ơi. Vô ngáo chịu ăn. Hèn ơi, thấy nó ăn mì luôn kìa. Bẩn dữ vậy chàng. Lần sau mà tôi có ăn cái gì á, là tôi sẽ ăn trước. Chỉ trừ cho bọn này một ít thôi. Có dính tương cà, nhưng mà khổ lợp xúc cà. Mà xúc cà ở đây đầy ít, chắc có thể ít cho nên con mèo ăn được nha. Nước thịt nhiều, đúng rồi. Bây giờ tôi chơi hết nước thịt. Ý còn nước thịt nữa. Nè nè, xúc xích nè. Nè nè, xúc xích nè. Nè nè, cho thế nè, đưa cái xúc xích nè. Nè. Chẳng như mày. Mì thì ăn mà xúc xích không ăn. Công nhận mèo gì mà khôn dữ vậy. Mà ai đi ngầm, xúc xích đi đâu. Xúc xích là đảo của nhậu rồi. Lâu lâu không cho nó ăn là nó nghiền nha. Hồi xưa có bầu ăn xúc xích rất nhiều. Còn mấy đứa này hồi nhỏ là đã tập cho ăn xúc xích rồi. Coi như xúc xích là món ăn tuổi thơ của mấy con này. Nhớ là mấy món ăn tuổi thơ rồi. Nên mày, giờ cái mặt của mày giống như là ông ngoại của nhậu. Tưởng đâu biết ăn thì ra là tụi nó tò mò. Ăn thử coi ngon không, mà sao con sen nó ăn ngon dữ vậy. Chỉ còn mày ở lại với tao thôi vui à. Nè, cho mẹ miếng thịt nè. Ăn đi. Miếng thịt này có dính sắt cà. Nó chỉ còn vui ngáo là ở lại với tôi thôi. Mấy đứa kia bỏ chạy hết rồi. Ê, ăn đi mày. Gì trời? Ok. Con quỷ này. Rồi xong luôn. Là cái bọn này nó chỉ ăn thử thôi chứ nó không phải nó thích đâu. Bỏ đi hết trơn, quỷ khí thối nè. Rồi, chuyện này là bye bye thiệt nè nha.